Ok, xin chào bạn đã quay lại với FA Channel. Và đây là video đánh giá Water Gun. Ok, intro bắt đầu. À rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với game tập kích. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá cây Water Gun này. Thứ nhất là hôm nay mình chỉ chơi với chế độ máy thôi. Còn mình chơi người với Water Gun này thì thực sự rất là bét nhè luôn anh em ạ. Để đánh giá cây Water Gun này thì nó có hai cái ưu nhược điểm. Thứ nhất là thay đạn cực kỳ nhanh. Thứ hai chính là phạm vi sát thương cực kỳ bá đạo luôn. Nhưng mà sát thương lại thấp. Ok, bây giờ mình sẽ vào test chế độ đấu máy cho các bạn xem nhé. Thực sự thì đấu người, thực sự đấu người mình không thể nào đấu được đối với cây Water Gun này. Và sau thì mình sẽ đấu người cho các bạn xem. Quên nhầm, mình phải vào cho bạn xem thông số cái cây của cây Water Gun này đã. Water Gun đây rồi, cái này là nick của stream 1 nhá. Mình đã có vào test rank vài ván nhưng mà thua sấp mặt lời nên là không dám đăng luôn. Sát hại là 52 này, xạ tốc 30, tinh độ 62. Sát hại của một cây Shotgun có số đoạn là 10/50. Mình đánh giá như vậy là cực kỳ thấp. Đó, thì mình sẽ vào cho bạn xem cây Shotgun mình có thể coi là yếu nhất từ trước tới nay. Nó nằm trong chế độ là Shop Classic này, vũ khí và vàng, vũ khí này vàng đây rồi. Đây rồi, là cây Shotgun, một trong những cây mà mình có thể gọi là cây yếu nhất. Cây Shotgun tập kích đấy chính là cây Flash này, có lực sát hại là 120. Nó vẫn mạnh gấp đôi, gấp 2,5 lần so với lại cả cây Water Gun với mức giá là 1.500 kim cương. Để so sánh hai cây thì mình có lẽ sẽ mua một cây Water Gun để so sánh với lại cây này luôn nhé. Ok, đối với cây Water Gun này thì anh em chỉ có thể bắn vào chân thôi, chứ anh em không thể nào bắn vào người được, tại vì lực sát thương lên người cực kỳ thấp. Và đối với cây Water Gun này nữa, một cái hay đó chính là mà anh em không mà chơi Water Gun trong chế độ mà gọi là đấu đội headshot thì coi như vứt, tại vì nó éo bao giờ nó bắn headshot được. Một cái điều buồn cười mà một cái súng không thể nào bắn headshot được. Cây cung thì có thể, Rabbit Gun cũng có thể, mọi cái súng đều có thể, trừ cây Water Gun này. Rồi mình sẽ vào đấu đơn, đấu máy cho các bạn xem nhé. Thực sự thì mình làm rất là nhiều clip rồi nhưng mà đều thất bại, anh Hành ngập mồm luôn. Anh nghe Nen Chi cũng không hơn mấy anh em ạ. Ok, đầu tiên mình phải trang bị cây đấy, cây này là 120 nhá. Còn cây súng cái này, ô 80 này, cây 80 này, cây này yếu hơn này, M1014, thế mà mình không biết nhỉ. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào chiến một ba map đấu robot, tạo map luôn, map này thì nó gần. Giờ chỉ biết đấu robot thôi chứ đấu người là mình bét nhè rồi. Ok, vậy đầu tiên mình sẽ chơi với cây Water Gun này trước. Về ngoại hình thì nó là một cây súng nước mà cái tên là nói lên thương hiệu rồi, Water Gun không thể nào sai đâu được. Và phải bắn một người nha. Đấy, rất là ít mà thốn rất ít máu. Thậm chí boss nó còn bắn lại cho mình chắc mà lờ cơ. Và được cái là cái tiết diện bỏ sao nhỉ, cái tầm ảnh hưởng của cái súng Water Gun này nó khá là rộng. Giống như kiểu các bạn quăng một trái lựu đạn như thế này. Đó, bùm. Cái Water Gun này nó cũng tương tự như vậy, vì cái lực phạm vi sát thương cực kỳ cao. Đây, bắn một người này. Nó là người như gái ngứa vậy. Muốn chơi được cái súng Water Gun này tốt, anh em phải biết cách để có thể canh chỉnh bắn vào chân. Thay vì kỹ năng one hit one kill vào đầu thì anh em bây giờ phải làm quen với bắn vào chân. Vào chân, đấy. Đó, cái này mới nó gọi là sao nhỉ, triệu hồi được sức mạnh của con quái thú Water Gun này. Đấy, anh em thấy không ạ? Và như vậy thì mình thấy là càng dễ dàng hơn phải không các bạn? Các bạn chỉ việc bắn vào chân thôi. Rồi trước me đầu lên người là hơi gọi là sao nhỉ, nó hơi sai lầm rồi. Anh em nào mà kiểu rốt ngắm lắm ấy thì có thể bắn vào chân hoặc là bắn vào tường nó không chết nữa. Đấy, thấy không, mình bắn vào tường này. Thậm chí mình bắn ở đây, hai thằng này nó cũng dính máu. Đó, cực kỳ hay. Nhưng mà lực phát thương thì bao thấp luôn. Đó, ít nhất là phải bắn 4-5 viên rồi mới chết một đứa. Cực kỳ khổ nạn luôn. Mình bắn xung quanh nhá, đó được sát thương xung quanh cực kỳ cao. Và bây giờ mình sẽ test 5 một này vòng một người, còn đúng là 5 viên một người.
Còn một viên vào đầu thì kiểu như gái ngứa với nhau vậy, hoàn toàn không có tác dụng. Ok, mình sẽ test. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cây M1014 để so sánh sức mạnh. Như bạn thấy, đối với M1014 mình thấy nó còn bá đạo hơn cả Water Gun này như thế nào. Đây không phải là một video nói xấu, thực ra thì nó không có gì tốt đẹp thật. Đấy, các bạn thấy không ạ? Cây M1014 này có thể thực hiện kỹ năng One Hit One Kill một cách rất là dễ dàng. Đây là đối với boss nhá. Còn đối với người thực sự, cây Water Gun nó còn khó bắn cực kỳ hơn nữa. Đấy, các bạn thấy không? One Hit One Kill này. Đó, như kiểu VTC chôn nhau ấy. Tại sao không để chỉnh sức mạnh cây Water Gun khi mà nó đã biết là sức mạnh nó yếu như vậy nhỉ? Với tầm giá là 1.500.000. Nhưng bằng cây cũng free. Đó. Đấy, mình thấy combo cực kỳ bá đạo luôn. Cây Water Gun làm gì được. Như vậy thì mình thấy là cây Water Gun này không đáng để em sở hữu cho lắm. Nếu mà bạn nào có dư tiền gì nữa thì có thể mua về để mình, các bạn, để những người trong game biết là mình có, mình là thằng đầu tư 1.500.000 vào nhưng mà không chơi này. Bố mẹ tóc thèm chơi đấy. Bố mày mồi chỉ mua cho bố, cho mọi người biết là bố mày lắm tiền thôi. Thế đấy. Rồi. Hay là các bạn nào muốn nạp tiền quay quan trang để sở hữu cục khẩu này thì cũng, đây là một món quà miễn phí nhưng mà mình quy ra là nó 1.500.000. Được, khi nào các bạn nạp mốc 1.500.000 thì sẽ được bạn cây Water Gun này. Ok, mình sẽ kết thúc ván đấu này bằng cách là chơi lại cây Water Gun này nhanh chóng này. Đấy, như vậy này. Rồi, nạp đạn này các bạn. Mình muốn nạp đạn kìa. Đấy, tọc như quay tay luôn. Đúng kiểu sóc lọ luôn. Và lưu ý anh em là anh em có thể tự tử bằng cây Water Gun này. Cái điều hay là mình chưa thấy ở khẩu súng nào, bất kỳ khẩu súng nào cũng không thể tự tử được. Nhưng mà đối với cây Water Gun này thì đây này. Đấy. Wow. Mình bắt đầu cảm thấy thích rồi, thấn thích rồi anh em. Ok, bây giờ mình sẽ thực nghiệm vào bắn người. Bắn zombie thì mình có bắn luôn rồi. Mình cứ tưởng bắn người nó yếu nhưng mà vào bắn zombie nó sẽ khác. Mặc dù đây là cái súng cấp 9 rồi. Bắn zombie nó cũng không khác hẳn thôi, không khác hơn. Mặc dù là bắn zombie nó sẽ hơn một tí. Đi rank thì mình chắc không dám đâu, mình chỉ đang bắn người thôi. Chọn chế độ solo đi, 8v8 à. Mình chọn lại một phòng solo nhá. Đấu đơn bọn này sao chơi lắm thế nhỉ? Không có phòng nào trống luôn. Đây rồi, đang chuẩn bị. Ông kia là hội viên nhưng mà không SS. Đấu đơn map ga tàu, ok luôn. Chúng ta sẽ trải nghiệm một tí với cây Water Gun này. Phải nói là cực kỳ khám lọ, một trong những cây súng phế nhá của tập kích. Nhiều bạn cứ bảo là tại sao lại mình bảo súng phế, có phải là không nhận tiền của VTC rồi nó vậy không? Thực ra không phải. Tất cả những cái súng mình đánh giá đa số đều dựa vào gọi là sao nhỉ? Cách nhìn cá nhân của mình. Cái súng thay vì là VTC, VTC. Mình cũng chả bao giờ nhìn nhận một hào nào của VTC. Rồi đấy. Bắn 3-4 phát rồi, dính máu nhưng mà không thấm vào đâu cả. Ván rồi chứ. Đấy các bạn đó. Hoặc có thể quay tay này. Rồi ra phóng tiếp. Cứ sóc vài phát là phóng và phóng mệt nghỉ luôn. Chó sủa. Mình thấy mùi sniper đâu đấy nhưng mà không biết là anh em nằm ở đâu. À đây rồi. Bắt phải gun solo với lại sniper. Rồi, một mạng đầu tiên cho FA Channel. Thật không thể tin nổi. Chất đến từng viên đạn. Rồi chết luôn. What the hell. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Được rồi, còn X4 là sao nhỉ? Cái ui dồi ôi. Đúng rồi, chất đến từng viên đạn luôn. Sóc phát nào, chất phát đến. Rồi, may quá, đúng ông hết đạn. Đúng ông máu yếu. Không sóc mặt lờ. Chưa không nổi. Vậy, bắn xa thì chả cũng vào đâu cả. Dragon X4 là sao ta? Dead Knight giờ chuyển tên thành Dragon X4. What the hell?
VPC đang làm cái gì vậy này? Như các bạn đã thấy thì mình bắn rất là khó khăn với cây đó, nhưng mà đối với cây Brass này sẽ như nào nhá? Vẫn phế. Do mình không biết bắn từ nơi nào thôi. Úi dồi, sao dạo này anh em thấy là rất nhiều bạn sử dụng Dragon X4. À, chết mẹ rồi, quên tên. Đấy tên. Rồi hết đạn ông ơi. Cây mình thấy là so sánh giữa hai cây này thì mình thấy con 1014 này còn bắn nó còn chuất hơn nữa. Rồi, cố gắng lên top nào. Úi dồi ôi, có phải đâm chém như vậy không? Rất là khó để bắn hai cây này anh em. Úi, delay con M1014 rất là chậm. Nhưng nó vẫn còn hơn cây Water Gun rất là nhiều. Ngọc vô. Ok. Nó không thấy ta. Ui, như hack ấy. Ngon quá. Tôi có thấy nhiều cái mùi Deadline rồi. Úi dồi, không lành. Có linh tính không lành anh em ạ. Hầu như phòng này đã full người. Quá đông trong cái map ga tàu này. Thực sự cái map ga tàu này quá đông. Rất là khó bắn luôn. Ui, Kim Oanh Dead Knight khá là hay. Ok, còn hai mạng thằng kia sắp win rồi. Mình sẽ test với lại cũng Water Gun luôn. Lại sấp mặt 11 chết 16 âm mạng. Sắp không kịp. Rồi. Úi dồi. Sắp thế nào bây giờ? 20 kill rồi. Thực sự rất khám lọ. Và đây là video đánh giá nhanh cũng như là trên tay, đánh giá một cách công bằng nhất đối với cây Water Gun này. Nếu các bạn cảm thấy hay đừng quên ấn like và đăng ký kênh channel nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.